và đặc biệt, rất là đặc biệt, có thể nói là trong lịch sử của Guinness và các chị trước đến nay là có một gọi là đội ngũ khoa học gia và dược sĩ cùng nhau host buổi Zoom ngày hôm nay nhằm mang đến cho đội nhóm của chúng ta và tất cả các anh chị em những cái nguồn thông tin rất cũng như những cái kiến thức rất là quan trọng để giúp cho chúng ta trong cái cách mà phòng ngừa, bảo vệ sức khỏe của chúng ta và cũng như giúp cho chúng ta phát triển cái kinh doanh của chúng ta. Người đầu tiên Don Trang rất là hân hạnh được giới thiệu đó là chị khoa học gia Thùy Trinh và cô khoa học gia Hannah Ái Hạnh Trần và chị dược sĩ Lana Phạm và một lần nữa Don Trang đến từ Fairfax, Virginia ở Mỹ nha các chị, và mình trong ngành dược sĩ 25 năm và rất là cảm ơn cơ hội kinh doanh 4.0 đã cho mình có cơ hội có được tự do thời gian vào đây mà phục vụ cũng như là đóng góp cho đội nhân kiếp. Và hôm nay có thể nói là một cái sự có mặt rất là đặc biệt của chị khoa học gia Thùy Trinh. Và ngày hôm nay mình cũng xin gọi là hân hạnh formally ha, là mình giới thiệu chị khoa học gia Thùy Trinh. Chị khoa học gia Thùy Trinh hiện nay là chủ tịch đối tác thương hiệu cấp cao 2 năm ha các chị. Có nghĩa tiếng Việt đó là, tiếng Anh nó gọi là Team Elite Platinum 2 sao ha các chị ha. Và chị xuất thân là một nhà nghiên cứu trên 16 năm kinh nghiệm trong công nghệ sinh học và dược phẩm. Và chị đã làm việc trong 3 công ty dược phẩm rất là nổi tiếng ở trên thế giới. Đó là công ty Pfizer, những anh chị nào mà chưa biết về Pfizer thì đó là một trong, đó là một cái công ty mà cho ra đời cái sản phẩm mà thuốc gọi là Viagra đó các chị. Và công ty dược phẩm nổi tiếng nữa là Boehringer Ingelheim và Bayer, thì các chị không ai xa lạ với là aspirin Bayer ha các chị ha. Và chị cũng đóng góp rất là nhiều trong cho quá trình phát triển của hai loại thuốc sử dụng trong lâm sàng trong cái quá trình công việc của chị. Và hiện nay chị cũng là đồng tác giả của một số ấn phẩm nghiên cứu khoa học và bằng sáng chế. Và chị đã đồng hành với Nhung Kinh toàn thời gian ngay từ buổi ban đầu ha các chị ha. Và sau 7 năm làm việc rất là tích cực và năng nổ, và chị đã xây dựng được một cái tổ chức kinh doanh rất là vững vàng và có thể nói là nhiều nơi trên thế giới. Và chị cũng đã giúp cho rất là nhiều gia đình trực tiếp và gián tiếp thay đổi cuộc đời của họ. Cảm ơn lời giới thiệu vô cùng duyên dáng và dễ thương của chị Long Trang dành cho Thùy Trinh. Trước hết thì Thùy Trinh xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các bạn bè thân hữu ở khắp Nam Châu đang lắng nghe cái chương trình Zoom của ngày hôm nay, và hy vọng đâu đó những công hiến của Thùy Trinh sẽ giúp một phần nào cho các anh chị trong tương lai tới. Rất cảm ơn lời chia sẻ của khoa học gia Thùy Trinh. Và nơi đây con cũng xin mời cô Hannah Ái Hạnh Trần, là một người khoa học gia rất là giàu về kinh nghiệm và đã có rất nhiều cái đóng góp cho cộng đồng kiếp của chúng ta, thì con cũng mời cô gửi lời chào đến tất cả đồng đội của chúng ta trên Zoom cô. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Rất là vinh hạnh và vinh dự được luôn luôn phục vụ nhóm GIV của chúng ta. Và hôm nay có thêm Thùy Trinh thì cảm thấy thêm cảm ơn. Dạ, vâng, mình là khoa học gia về khoa học xét nghiệm, phục vụ khoa học xét nghiệm hơn 32 năm. Và từng là giám đốc, tổng giám đốc và cố vấn khoa học, và đồng thời là inspector cho cái hệ thống lab, medical lab, tức là khoa học y khoa. Đặc biệt cái đó là chuyên khoa của mình là về y khoa cho cái hệ thống nước Mỹ hơn 32 năm thì... đại khái là như vậy. Và phục vụ sau 32 năm phục vụ đã rời bỏ và đi theo đam đuổi đam mê của mình là khoa học và sản phẩm của công nghệ New Skin từ năm 2013 tới giờ. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, và em cũng mời chị Lana, dược sĩ Lana duyên dáng gửi lời chào đến tất cả mọi người trên line chị. Dạ. Em chào, em cảm ơn chị và chào tất cả các bạn ở trên tiếp toàn cầu. Lana Phạm đến từ thành phố Fort Worth, Texas, là một người dược sĩ hơn 14 năm và hiện tại bây giờ đang làm toàn thời gian với New Skin được hơn 5 năm. Phải nói là chị Trang, hôm nay mình phải nói là hôm nay rất là vui, tại vì lý do là chưa, giống như hồi nãy chị nói đó, chưa từng nào mà trong lịch sử của kiếp của mình mà có hai người khoa học gia và hai người dược sĩ để mà co-host một cái Zoom ngày hôm nay, cho nên thực sự em rất là phải nói là excited.
Cảm ơn chị. Và cái đó cũng nhắc nhở thêm tất cả các anh chị, mà những ai mà không có mặt trên Zoom ngày hôm nay có thể nói đây là một cái thất thoát cho mình, phải không, về cái kiến thức và thông tin và hữu ích và bổ ích nha, cho kinh doanh của chúng ta và cho sức khỏe của chúng ta và gia đình những người thân thương của chúng ta luôn. Hôm nay cái chủ đề rất là hay, có nhiều người sẽ đặt câu hỏi là tại sao chúng ta phải cần dùng dược thảo. Thì có thể trong bốn các chị có thể cho em biết là tại sao chúng ta phải dùng dược thảo, thì có thể là cho Đoan Trang mời khoa học gia chị Trinh nha, tại vì đây là lần đầu tiên khoa học gia chị Trinh lên đây thì có thể nói rất là đặc biệt. Mình cũng xin mời cái vị khách đặc biệt đầu tiên này có thể cho biết cái ý kiến và cái kiến thức, chia sẻ cái kiến thức rộng của chị Trinh về tại sao chúng ta phải cần dùng dược thảo. Chào chị dược sĩ Đoan Trang nha. Một lần nữa thì để bắt đầu chương trình thì Trinh sẽ trả lời câu hỏi đó, nhưng mà có một số anh chị chưa biết mình là ai thì mình cũng dành một vài phút để giới thiệu chút xíu bản thân mình. Mà bản thân thì Trinh thì năm nay là năm ngoái 47, năm nay 48 nè, mình ở được đó rất là năm ở cách là dài ngày 47, năm nay 48. Mình rời Việt Nam lúc mình 16 tuổi và định cư ở Mỹ hơn 31 năm. Ngành của thì Trinh học là nghiên cứu và bào chế thuốc có 16 năm, đặc biệt là cái lượng án của mình là về ung thư, đặc biệt là ung thư vú. Sau khi ra trường thì mình làm cho ba tập đoàn dược của hàng đầu thế giới, như là chị Đông Trang có nói. Công ty đầu tiên mình làm là Bon Eagle 2, công ty Bayer chứ. Bayer là cái chủ có thể gần gũi là cái viên thuốc aspirin. Kế tiếp là mình làm cho Bon Eagle 2 là có một số là thuốc là bị tỷ hay là ranitidine, tức là cho đau bao tử. Sau đó thì mình có một giai đoạn mình về Boston để học về công nghệ là siêu phân tử, là nano, đó là gì, hệ miễn nhiễm. Sau đó thì mình trở về Pfizer để đồng hành cùng 8 năm cuối cùng của Pfizer. Thì mình học về bên ở chỗ cái ngành của mình, sau cùng 8 năm đó thì mình đi vào cái khoa infectious disease, tức là bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là tình trạng đang xảy ra là bệnh truyền nhiễm, cho nên đó là một cái gọi là lây lan khắp mọi nơi mà các chị nghe là coronavirus. Thì đó là 8 năm kinh nghiệm của mình, thì trong hành đã đồng hành tầm 8 năm đó thì có hai viên thuốc sử dụng trong lâm sàng, mà một trong những viên thuốc đó là chỉ cho vi khuẩn MRSA. Một số các chị nào vào bệnh viện thì chắc chắn sẽ sử dụng một trong những loại viên thuốc đó, thì chính là một trong đồng tác giả. Và cái công việc cho mình cuộc sống rất là ổn định, không có gì để mà phiền hà hết. Một cái giá trị mà mình cảm thấy là mình yêu quý và trân quý. Nhưng mà mãi tới lúc mình 37 tuổi thì bắt đầu có một chút xíu suy nghĩ về vấn đề của cuộc đời trong tương lai. Tại lúc đó 37 thì mình nghĩ là 47, 57, 67, 67 tuổi thì mình mới về thôi. Thì mình nghĩ là còn 37, còn thêm 30 năm nữa phải đi làm ở trong phòng thí nghiệm. Nên mặc dù mình rất yêu công việc của mình, nhưng mà cái mình yêu nữa là sự tự do, có thể đi tung tăng khắp mọi nơi. Thì tới hôm nay mình đã đi được 47 quốc gia. Đó là một trong những điều mà mình rất muốn làm, là đi khắp mọi nơi thế giới. Chứ mình nghĩ là nếu mà tiếp tục ở trong phòng thí nghiệm thêm 30 năm nữa thì chắc chắn cái cơ hội đó sẽ không cho mình. Thì đó là cái tuổi lúc có 37 tuổi là mình có chấm và có những suy nghĩ đó. Thì khi mà chúng ta có những vấn đề đó xảy ra thì chắc chắn là mình sẽ tìm kiếm gì đó. Thì cũng may mắn là mình được một người bạn giới thiệu cơ hội kinh doanh với New Skin, và mình quyết định đồng hành khi ở tuổi 40. Khi sau thì mình chuyển về công nghệ A-Slot. Và kể từ đó thì năm nay mình 47, 48, sau 7 năm đồng hành cùng với New Skin, mình có được cái sự tự do là có thể làm được những điều mình thích và có thể đi khắp mọi nơi. Và thì Trinh hiện đang phát sóng trực tiếp cùng các anh chị, mình đang ở tại nhà, cho nên mình thích chỗ nào thì mình đi đó, là sự tự do và New Skin cho mình. Thì để trả lời câu hỏi của chị Đoan Trang, thì tại sao chúng ta phải dùng dược thảo, hay là chúng ta có thể nói chung với là dinh dưỡng hay là thực phẩm bổ sung? Tại sao? Lý do là bởi vì một con người, cơ thể chúng ta sẽ không bao giờ có đủ chất. Thì nên nhớ rõ là một cơ thể của con người, ngày chúng ta bắt đầu lọt lòng mẹ đã, khi mà đã định hình ở trong cơ thể của người mẹ là người mẹ phải ăn đầy đủ chất để 9 tháng 10 ngày tạo ra mình. Cho nên và sau đó là chúng ta còn phải tiếp tục có những cái dưỡng chất chúng ta cần thiết, ăn uống hàng ngày chắc chắn sẽ không bao giờ đủ. Khoa học đã cho biết được là chúng ta phải có 90 chất trong cơ thể, trong đó là 60 loại khoáng chất khác nhau, chất chống oxy hóa khác nhau, 15 loại vitamin, 13 loại axit amin khác nhau và 3 loại axit béo khác nhau. Thì đó là 90 chất để cho mà chúng ta có một cái cơ thể
rõ ràng chúng ta thiếu đi 60 chất đó. Và chính vì chúng ta thiếu mỗi 60 chất đó mỗi ngày thì chúng ta sẽ nợ nó mỗi ngày. Và nếu tới hàng nay chúng ta 47, 48 tuổi mà chúng ta không có bao nhiêu dinh dưỡng thì chúng ta đã nợ 47 năm. Và nếu có hai người cùng 47 tuổi sẽ có người già hơn và người trẻ hơn tuổi sinh học. Là bởi vì các chị thấy cái người mà đầy đủ dinh dưỡng thì họ sẽ trẻ hơn. Có nghĩa là tất cả chúng ta đều phải rời khỏi thế giới này cả. Tất cả đều phải rời, nhưng mà vấn đề là một người sẽ già nhanh và một người sẽ già chậm. Một người chết trong sự khỏe mạnh và một người chết trong bệnh tật. Thì đó là lý do tại sao chúng ta phải luôn luôn có thực phẩm bổ sung vào trong cơ thể để ta có đủ chất để chúng ta có thể sống khỏe hơn. Thì đó là lý do tại sao mà chúng ta bắt buộc phải dùng dinh dưỡng hay là dược thảo. Cảm ơn chị khoa học gia Thùy Trinh đã chia sẻ những cái kiến thức rất là căn bản nhưng mà rất là gọi là những cái yếu tố rất là quan trọng, căn bản nhưng mà rất là quan trọng trong một cái cơ thể cũng như cái dinh dưỡng trong cái đời sống của mình ha các chị ha. Thì khi mà khoa học gia Thùy Trinh nói đến điều này cũng cho Đông Trang nhớ đến một vị bác sĩ rất là nổi tiếng, đó là bác sĩ Linus Pauling, và ông đã thắng 2 giải Nobel và ông đã từng tuyên bố, tức là nếu như mà chúng ta cung cấp cho cái cơ thể chúng ta những cái phân tử mà những cái dinh dưỡng tốt nhất thì nó sẽ giúp cho chúng ta nâng cái đề kháng của chúng ta và cũng giúp cho chúng ta cũng như là đẩy lùi đi những cái bệnh tật. Thì người kế tới là em có thể là mời cô khoa học gia Hana Ái Hạnh Trần, và cô có thể cho biết là theo cô cái quan điểm của cô như thế nào về dược thảo và dinh dưỡng và mình tại sao mình phải cần dùng nó không? Dạ vâng, thì cái mà Thùy Trinh nói nãy giờ cực kỳ hay và mà cô nghe đó là coi như là mình không bao giờ ăn đầy đủ và do đó dinh dưỡng bổ sung nó sẽ cho vô những cái đó. Nhưng mà đây là những cái thêm những cái khác nữa mà mình xin bổ sung đó là tại thêm vào đó đó, mình càng già đó thì cái sự absorption, tức là cái sự hấp thụ chất dinh dưỡng của mình nó tự động nó giảm đi. Thành ra mình ăn gì thì ăn, mình vẫn cần phải ăn thêm một thực phẩm bổ sung là gì vậy? Tại vì thức ăn bình thường của mình á, mình ăn hàng ngày đó, mình đã ăn thiếu như Thùy Trinh nói rồi. Nhưng mà với cái tuổi tác càng già đó thì cái sự đường ruột của mình và hệ thống bao tử của mình nó tự động nó già yếu đi và cái sự hấp thụ chất dinh dưỡng nó bị kém khuyết và nó không đầy đủ. Và cái điều thứ ba nữa đó quý vị là chung quanh môi trường của mình, ở tất cả những cái rau củ mà người ta trồng ngoài kia bây giờ là toàn là những hóa chất độc hại, những cái pesticide với lại những cái kể cả cái fertilizer đó là mình dịch tiếng Việt Nam không được, những cái hóa chất mà nó xịt để mà chống vi trùng, chống sâu bọ thì rau củ của mình đó, thì toàn là hóa chất độc hại. Thành ra nó lại làm cho cái gì mình ăn vô là dinh dưỡng nó sẽ không còn, nó sẽ giảm dần đi, nó phá hoại đi cái dinh dưỡng, tại vì nó là phân tử gốc tự do, nó là chất độc, nó làm cho thành ra cái sự thiếu dinh dưỡng của mình nó lại càng trầm trọng. Và cái điều thứ tư đó quý vị, khi mà mình có những người chúng ta đó mình thích tập thể dục đó, thì cái khi mà ngay cả mình tập thể dục đó, nó làm cho cái thiếu cái dinh dưỡng của mình ăn hàng ngày lại càng thiếu thêm nữa. Rồi cái điều thứ năm á là đa số chúng ta đó, nghĩa là đã được minh chứng khoa học y khoa đàng hoàng đó, là có poor eating habit, tức là mình có thói quen ăn uống không đầy đủ một cách tự nhiên. Mình ăn cái gì mình thích chứ mình không ăn cái gì mà cơ thể mình cần. Thành ra mình ăn rất là nhiều hóa chất và chất bảo quản ở trong đó. Và cái điều thứ tư, cái điều thứ sáu đó quý vị là hội nghị y khoa của Hoa Kỳ đó luôn luôn, kể cả thành phần các bác sĩ luôn luôn khuyến, cái đầu tiên mà họ nói về khi mà họ gặp con người quần chúng chúng ta, họ luôn luôn khuyên là săn sóc sức khỏe chủ động, tức là ngăn ngừa bệnh tật thì luôn luôn rẻ hơn và tốn ít thời gian hơn là để đợi tới bệnh mới là xử lý, phải không ạ? Và cái điều thứ bảy đó là hiện giờ đó với cái công nghệ quá tiên tiến về cái farming nó rất là đó, thì những cái công nghệ đó nó làm như là những cái fertilizer và những cái chất xịt sâu xịt bọ lên rau củ á, về kể cả cái phân bón hiện giờ toàn là hóa chất độc hại và nó làm cho đất đai của mình càng ngày càng kém vì nhiêu và làm mất đi những cái khoáng chất mà cần để mọc những cái rau củ hữu cơ mà con người cần. Thành ra do đó ngay cả khi mình đi ăn rau củ hữu cơ đó, thời bây giờ so sánh với thời xa xưa của ông bà mình đó, là bây giờ đất đai nó nguyên đã bị phá hoại rồi, đã mất đi những khoáng chất cần thiết. Thành ra rau củ bây giờ cũng không còn những đầy đủ cái mineral, những cái khoáng chất và những cái chất chống oxy hóa để bảo vệ con người mình. Thì đó là những cái mà cô tìm thấy được trên tài liệu.
Rồi. Cảm ơn cô đã nêu ra những cái vấn đề, tức là những cái đó là mình cần cho cơ thể, nhưng mà có nhiều khi trong cuộc sống của mình, môi trường và những cái bệnh tật, khi mà chúng ta lớn tuổi và chúng ta lão hóa thì cái những cái hấp thụ và những cái môi trường nó đã không có, nó có những cái tác động gọi là cái tác hại không có được tốt trên cái cơ thể của chúng ta. Và và theo quan điểm của chị dược sĩ Lana thì như thế nào chị? Tại sao mà mình phải cần dùng dược thảo? Thực sự tại vì em thấy là hai cô khoa học gia nói rất là đầy đủ, rất là phải nói là rất là khoa học luôn, khoa học khóa luôn à, khóa luôn à. Nhưng mà đối với Lana thì Lana thấy là ngoài những cái mà giống như khoa học gia Thủy Trinh với lại cô Hanna nói là mình biết được là thực sự cơ thể của mình mỗi một ngày mình cần trên 90 loại các vitamin, chất khoáng rồi vân vân và vân vân để mà bảo vệ sức khỏe của mình. Lana thấy là rất là đơn giản. Cái thứ nhất á, mình nên dùng dược thảo là mình cho mình, cái thứ nhất là cho cái sức khỏe của mình, để mình có sức khỏe, để mình chăm sóc những người xung quanh của mình, và mình không có muốn là gây gánh nặng cho người khác. Khi mình bệnh, mình tại vì mình không đủ sức đề kháng, mình bệnh, khi mình bệnh thì bây giờ là người khác lại phải chăm sóc lại mình, đúng không? Đó rất là đơn giản. Cũng giống như hồi nãy mà chị Thùy Trinh nói là bây giờ nếu mà mình ăn không đầy đủ, đi ra ngoài đường hai người sẽ có một người trẻ và một người già hơn, thì mình nếu mà mình nghe được như vậy đó, chắc chắn mình muốn là một người, mình muốn làm được người mà trẻ trung hơn so với cái người mà già hơn, đúng không chị? Không, ai là không cực hơn, đúng không? Dạ. Theo chị thì cái định nghĩa của chị tại sao mình cần dùng dược thảo chị? Ba người đi trước đã nói hết rồi, em không còn lời gì để nói, quá hay. Chỉ là gọi là đồng ý ha, cả hai tay và hai chân hai cái chị ha. Thì ông tổ của ngành y đó, ông gọi là Hippocrates đó, thì ông cũng có nói thực phẩm là bổ sung cho sức khỏe, và cũng như sức khỏe là sự thực phẩm, tức là những cái môi trường mà chúng ta ăn uống, những cái dinh dưỡng rất rất là quan trọng. Và đó là lý do tại sao mà sẽ, và hiện nay trên thế giới thì mình thấy được là cái nhu cầu và cái thị trường của dược thảo nó lên tới cả trên cả chục tỷ, có thể nói là trên cả 60 tỷ Mỹ Kim ha các chị ha. Và cái câu hỏi kế đến của em đó là nếu là như vậy đó, cái nhu cầu rất là cao như vậy, và ai cũng, và những cái mà mình thấy cái quan trọng và cái căn bản mà mình cần tới cái dược thảo, thì tại sao dược thảo Pharmanac có những điểm nổi bật gì so với những cái dược thảo bên ngoài thị trường? Thì em có thể mời chị khoa học gia thêm một lần nữa hay không? Khoa học gia Thùy Trinh. Dạ. Tại sao phải dùng Pharmanac hơn tất cả những dòng sản phẩm khác? Dĩ nhiên Thùy Trinh chia sẻ ở khía cạnh khoa học, không phải là tại vì mình là nhà phân phối của Nu Skin, là mình nói về sản phẩm của Nu Skin. Mình sẽ nói những yếu tố là tại sao. Thứ nhất, có những điều mình phải hiểu là, ví dụ như là mình phải hiểu lý do như chiếc xe hơi, thì chúng ta có thể chạy chiếc xe Honda Skin hay là chiếc Toyota vân vân. Hay còn nếu chúng ta có tiền nữa thì chúng ta tải xe mắc tiền, ví dụ như mình lấy những thương hiệu là Mercedes, BMW, nó sẽ tốt hơn chắc chắn. Nhưng mà nếu chúng ta không có tiền, ta chạy cái xe thường thì nó vẫn đưa chúng ta điểm A tới điểm B. Nhưng mà đối với dinh dưỡng thì lại khác biệt, có nghĩa là chúng ta sẽ thấy rất nhiều sản phẩm dinh dưỡng trên thị trường. Nếu mà chị đi Costco, mình có chụp tấm hình cách đây 2 tuần thì mình trở lại bên Mỹ, Costco đến từ ngoài vào trong rất nhiều dinh dưỡng, trong đó có dầu cá vân vân. Mình cảm thấy là buồn cười là khi đi ngang mọi người cứ đứng lập tin tưởng và mua. Thì chiếc xe các chị có thể đi xe rất bình thường, vẫn đi các chị từ điểm A tới điểm B, mà xe đi thì nó êm hơn thôi, nhưng mà vẫn đưa các chị từ điểm A tới điểm B. Nhưng mà dinh dưỡng thì khác, dinh dưỡng ngoài Costco hay là CVS hay là pharmacy, nó sẽ không bao giờ đưa cho các chị từ điểm A tới điểm B khi các chị đưa vào cơ thể các chị. Có nghĩa là chúng ta uống vào không chết, vì nếu chết thì chắc chắn không bao giờ ai bán, và chúng ta vẫn có doanh thu, họ vẫn có. Nhưng mà sản phẩm của Pharmanac khi chúng ta uống vào, nó sẽ đưa chúng ta từ điểm A tới điểm B. Có nghĩa là nếu như các chị không tin thì có rõ ràng sử dụng sản phẩm của Pharmanac, sau một thời gian sẽ thấy sự rõ khác biệt. Khác biệt về vóc dáng, về sức khỏe, về ngoại hình. Hình ảnh các chị có thể chụp lại và so sánh sau 7 năm hay không nói tới 7 năm không, một vài tháng rồi là thấy sự khác biệt. Và nếu các chị xem những người đồng hành cùng luôn trên một thời gian thì gọi là lột xác. Cho nên mới rõ ràng xe hơi từ A tới B các chị có thể đi được, không sao hết, vẫn là cái phương tiện. Nhưng mà dinh dưỡng thì rõ ràng sự khác biệt, chứ không thể nào lấy dinh dưỡng ở ngoài kia và uống vào và các chị sẽ có sự khác biệt.
Kim đưa ra những dòng sản phẩm tuyệt vời, chất lượng theo đúng quy trình chuẩn hóa, làm sản phẩm có một tính khoa học, mang độ thẩm thấu, tất cả đều được nghiên cứu rất kỹ trước khi đưa vào trong cơ thể chúng ta để xem độ thẩm thấu non nhớ được thế nào. Tức là đưa vào cái phương pháp rất đặc biệt, trong đó cái công nghệ ASOP độc quyền nằm ở trong những dòng sản phẩm của mình. Đó chính là những cái điểm then chốt mà nó đưa vào cái độ thẩm thấu và chất lượng của những dòng sản phẩm đó. Cho nên nó đưa nó đến sự kết quả mà chúng ta có sau một thời gian chúng ta sử dụng. Nếu không tin thì các bạn có thể ra ngoài mua dòng cá ở Costco và cùng với một người sử dụng dòng cá của Nu Skin, sau vài năm sẽ xem được ai là người sử dụng khác. Không đưa các chị từ A tới B đâu, đúng không? Nó chỉ đưa từ trên đi xuống ra ngoài cái toilet của mình. Đó là lý do tại sao sự khác biệt của dòng sản phẩm dinh dưỡng là nó có sự khác biệt và chúng ta phải lựa chọn một cách thông minh. Đó là những điều mà mình muốn chia sẻ với các chị. Alright, chị. Dạ, thì chị. Dạ. Và người kế đến cũng một câu hỏi đó luôn cô. Cái này giống như là trong cái chương trình thi hoa hậu không? Cũng y một câu hỏi đó cho một người kế đến. Rồi cô ơi. Các bạn ơi, mình là khoa học gia về xét nghiệm, thành ra những cái gì mình nói nó liên hệ tới cái đó, không? Thì cái điểm đầu tiên mà mình giật mình khi mà mình nhìn vô Pharmanex và New Skin á, cái đầu tiên mình thấy là cái tiêu chuẩn điều khiển chất lượng 6S. Và nhờ cái tiêu chuẩn điều khiển chất lượng 6S là độc nhất vô nhị mà chỉ dùng cho sản phẩm mà thực phẩm bổ sung. Nhưng mà khi nhờ cái điều khiển chất lượng 6S á, nghiêm túc của công ty New Skin mà Pharmanex New Skin không phải là thực phẩm bổ chức năng hay là vitamin vớ vẩn mà nó là dược phẩm bổ sung quý vị nhá, dược phẩm bổ sung, và do đó mình được nằm trong cẩm nang của bác sĩ. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nanotechnology, công nghệ nanotechnology, nhờ cái công nghệ đó nó cũng liên hệ tới xét nghiệm, không ạ? Thành ra cái sự thẩm thấu được nhiều hơn gấp 5, gấp 10 lần tất cả sản phẩm khác trên thế giới nhá, các bạn nhớ như vậy. Và cái thứ ba đó quý vị, là mình trong những cái tài liệu mình đọc, mình cứ giật mình hoài là tại vì New Skin có một trong những cái tài liệu đều luôn luôn tuyên bố rằng thì là sản phẩm của New Skin, thực phẩm đó là dược phẩm bổ sung của New Skin trước khi cho ra thị trường, là tất cả các Pharmanex thực phẩm bổ sung và kể cả những sản phẩm New Skin về da đã được minh chứng lâm sàng trên loài người thật, tức là the double blind study đó, tức là nghiên cứu lâm sàng, tức là trên người thật rồi đó mới tung ra thị trường. Cái đó là cái rất là hiếm có cho những cái cơ quan mà chỉ là cho những cái công ty mà chỉ là sản xuất cho thực phẩm bổ sung để cho mình dùng, quý vị. Cái này là tiêu chuẩn của dược khoa, quý vị nhá. Và cái thứ ba đó, một cái nữa đó là quý vị biết rằng là công ty New Skin sở hữu Glycine Technology là 30 năm nghiên cứu về chống lão hóa mà mình đã nắm, mà công ty đã nắm trong tay, thì trong tương lai dần thì mỗi năm mình sẽ có những sản phẩm mà tiên tiến chống lão hóa, không có ai cạnh tranh được, không có đối thủ như quý vị nhá. Và cái cuối cùng á, là công nghệ của scanner, của biophotonic scanner, là technology mình khoa học xét nghiệm mình méo mó nhá. Nhờ cái máy biophotonic scanner mà nó recruit được mình vô với New Skin, chứ không ai recruit được mình vô cả. Và không công ty nào recruit mình theo được, họ chỉ vì nhờ cái biophotonic scanner đó, là cái công cụ thiết bị y khoa mà thiết bị khoa học mà được cái technology, cái công nghệ làm ra cái máy đó là được đạt giải Nobel Prize. Quý vị được đọc giải Nobel thì quý vị nên nhớ tất cả những cái đó là quá nổi bật đối với mình trong phương diện về khoa học xét nghiệm. Rồi bây giờ mình mời Lana phải trả lại. Ủy, câu hỏi em được. Em nghĩ hai chị em của mình là khỏi cần nói nữa, tại vì hai người khoa học gia đình trước là nói hết, nào là cảm năng y khoa, nào là công nghệ chống lão hóa, nào là mình nói về chính bản thân mình chụp lại tấm hình
trên đó, cho nên mình làm việc rất là mạnh dạng. Mình có thể mình chỉ muốn là mình chia sẻ những cái gì có thể giúp được người ta, vì mình biết được những cái dòng dược thảo của mình nó rất là tối ưu là giúp được cho người khác, cho nên mình không ngại để mà chia sẻ. Cái đó là cái mình của em, còn không biết chị như thế nào. À, anh chị nói rất là đúng, cái người cuối cùng cũng thật là gọi là hơi lỗ, phải không? Anh nói hết rồi là không biết còn cái gì nói, nhưng mà cũng còn cái lợi thế. Lợi thế mà em hồi nãy giờ anh ngồi em nghe, em cũng biết được bây giờ mình tóm tắt của mình. Tức là theo như thì Trinh nói đó, là giống như một cái chiếc xe, mình đồng ý. Một chiếc xe mà thí dụ các anh chị có bao giờ đi xe đò chưa? Đi xe đò nó cũng đưa mình đến từ điểm E tới điểm B đúng không? Nhưng mà xuống đó mình sẽ rất là mệt mỏi. Và nếu mà mình đi được chiếc xe Lexus thì là một cái chiếc xe nhà, nó sẽ êm ái hơn ha các chị ha. Thì cái cơ thể mình cũng vậy, nói nôm na đời thường đó. Và giống như cô nói, cái chương trình gọi là cái 6S nó quá tuyệt vời đi. À, và cũng như một cái công nghệ và cái mà Đông Trang rất là cũng như là ấn tượng á, là cái, đây là một cái công ty chuyên về dinh dưỡng, chuyên về dinh dưỡng. Và ba cái yếu tố mà họ quan trọng đó là dinh dưỡng và chống lão hóa bằng cách dinh dưỡng, chăm sóc về dinh dưỡng và chất chống oxy hóa. Và cũng như về cái biểu tượng gene technology thì nó quá tuyệt vời ba cái đó. Và nói đến đây giống như mà chị nói đó, là nó sẽ cho mình cái sự khác biệt trước và sau. Thì hôm qua mình đi gặp một cái chị bạn, thì cái chị đó chỉ nhìn mình mà chỉ nhìn mình, chỉ không nhận ra mình, sau cùng chị cũng nhận ra mình nên chị mới chào mình. Thì chị nói trời ơi lúc này thấy em nhìn trẻ đẹp ra quá. Thì mình nghe như vậy mình cũng rất là vui, nhưng mà thật sự mình về mình suy nghĩ là mình không biết mình hơi vui mà cũng hơi tủi. Lý do tại sao? Có nghĩa là lúc trước mà mình chắc là tệ lắm hay sao? Tức là lúc trước mà mình không có được đẹp như vậy. Thành ra chị nói trời ơi bây giờ nhìn em trẻ đẹp quá, có nghĩa là lúc trước mình không có được như vậy. Xong nghe xong cái là không muốn đưa những cái tấm hình sau ra, chị rất là tự tin, chị đưa những tấm hình trước ra. Em bây giờ nghe xong không dám đưa những tấm hình trước ra luôn. Thì đó là gọi là khi mà mình dùng cái dòng sản phẩm á, thì mình sẽ thấy cái sự khác biệt bảo đảm 100%, tại vì những cái dòng sản phẩm khác nó khác biệt với những dòng sản phẩm khác ở bên ngoài như thế nào. Những dòng sản phẩm bên ngoài đó có thể giúp cho chúng ta khỏe mạnh ha, mà không biết là bao nhiêu phần trăm ha, tại vì nó không có được cái máy để đo và chứng minh. Nhưng mà đối với cái dòng công nghệ của Agelog, của New Skin Pharmanet thì mình sẽ thấy được cái sự khác biệt trẻ trung hơn, là khỏe mạnh và trẻ trung hơn. Thì hồi nãy giờ mình cũng chia sẻ nhiều về lý do tại sao công nghệ và rất là nhiều cái yếu tố quan trọng. Thì để có thể cho em biết là ở đây á, nếu như mà phải chọn một cái dòng sản phẩm mà mình yêu thích mà không thể thiếu được, mà mình rất là ấn tượng và thì đó sẽ là cái dòng sản phẩm nào. Thì một lần nữa cũng mời khoa học gia Thị Trinh hôm nay rất là đặc biệt, không biết là đặc biệt hay là được bị gọi đi trước. Thì mời khoa học gia Thị Trinh chọn một dòng sản phẩm. Yeah. Phải là đặc biệt, phải là chiếu cố. Dùng xong mà chiếu cố cho khoa học gia Thị Trinh nói trước. Bởi mình nói người nói trước là người nói lời nhất ha. Cho nên rõ ràng là mấy chuyện là ưu tiên cho mình ha. Và để anh ưu tiên cho mình thôi. Cảm ơn chị. Dĩ nhiên trong giờ nói là dinh dưỡng thì chắc chắn ta phải dùng. Bây giờ vấn đề là chúng ta phân biệt giữa cái nào tốt và cái nào giá trị và nó thẩm thấu ở trong cơ thể của mình. Và có câu ngạn nói sao? Tôi không có giàu để mua đồ rẻ tiền. Nói nha,
như ở Mỹ chúng ta trồng cây dưa leo bên đó hay là cây khổ qua trái rất là nhiều, nhưng mà ở Việt Nam cũng trồng cái đó, nhưng mà khổ qua hay dưa leo trái nó không có có đẹp, nó không có được phì nhiêu giống như là ở ở Cali của mình, nhưng mà rõ ràng nó đi mọc. Nhưng mà hai sợ nơi đó nó thiếu chỗ nào, nó thì phải có nước và ánh sáng mới sống, nó phải có nước và ánh sáng mới sống. Cho nên nếu chỉ chọn một sản phẩm duy nhất thì mình chọn Aesop White Band, hay là chúng ta gọi là Aesop, bởi vì nó chính là ánh sáng và nước và chính là cái sự sống cho cơ thể của con người. Đó là nếu mà cho mình lựa chọn, tự nhiên mình chắc chắn sẽ không chọn một. Ok chị, đó là câu trả lời ngắn gọn của em về sản phẩm Aesop. À, em mời chị Lan nào thì này cho điện đi thứ nhì nha. Em rất là mê những cái dòng dược thảo của mình, đặc biệt là giống như khoa học gia Thùy Trinh nói hồi nãy, giống như em nói đó, cái gì mà có Islac là em quên hết. Nhưng mà đối với em đó, một sản phẩm mà em không thể thiếu được á, ngoài cái Islac á, là em phải nói là G3 nước gất. Tại vì sao? Nước gất mình biết cũng gần đây Lan cũng chia sẻ về cái bài về sức khỏe mắt đúng không, về nước gất mà mình rất là mê nước gất. Và tại vì sao? Nó có thể là trong một cái nước mà nó có hỗn hợp với ba loại khác nhau trái cây, và mình đang nói và những cái hàm lượng phải nói là gấp 10 lần của cà rốt, gấp 70 lần của cà chua và 60 lần của cam. Cho nên đối với em á, là em hay có cái problem á, là cái vấn đề em hay bị viêm cổ đó. Cho nên lúc nào em cũng phải cần nước gấp để mà hỗ trợ em về cái vấn đề đó. Em sau khi nếu ví dụ cái buổi tối hôm đó mà em bị khan cổ á, là về em chỉ cần uống nước gớt là ngày mai sáng, ngày mai là mọi việc everything is okay với em. Còn nếu mà em không có được dùng nước gớt là ngày mai có chuyện lớn. Nó sẽ làm cho em sẽ gây ra những cái bệnh khác. Cho nên đối với em á, là ngoài những cái giống như hồi nãy mình nói, mình không thể nào thiếu những cái dược thảo nào mà Islac rồi nước gớt rồi trà xanh vân vân và vân vân regimes. Nhưng cái điều mà sản phẩm em không thể thiếu được là phải nói là nước gất. Còn không biết cô heo nào thì như thế nào? Sản phẩm nào mà cô không thể nào thiếu được? Vâng, thì cũng như Thùy Trinh và Lan là mình yêu tất cả các sản phẩm của công ty Pharmanet Nutrition, là dùng gần như là dùng qua hết rồi, ngoài chỉ có một sản phẩm chưa dùng là cái dùng sản phẩm. Vì cái dùng cho người đàn ông mà tăng cường cái đó là chưa đụng tới thôi, nhưng mà mình có thể dùng được luôn quá cô ơi, người ta dùng nhưng mà đã có nhiều thứ quá rồi thành ra không cần thiết nữa, nói đầy đủ dinh dưỡng ra cô ha. Nhưng mà bây giờ nói về cái bột, nếu mà bắt buộc mình phải đi lựa một cái sản phẩm để mà dùng cho mình thôi, thì lẽ như các bạn biết rồi, Lifehack Nano. Và tại vì nó là sản phẩm đầu tiên mà mình được giới thiệu tới, tại vì lúc mà mình gặp công ty này và sau khi đo cái scanner thì lúc đó cái chất đo của mình chỉ có 11.000, thành ra mình ngay lập tức mình chụp cái lại Lifehack Nano để mình tìm hiểu và học hỏi. Thì bây giờ nếu mà nhờ cái